Lộc rơi chúng nhà đúng ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch, 6 con giáp như nam châm hút tiền, tài vận đỏ rực, chắc chắn giàu to chúng lớn 100%. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. À, quý vị thân mến, ở trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch Năm 2024, năm Giáp Thìn. À, thưa quý vị, có khi nào mà các bạn tự hỏi rằng tại sao mình đã cố gắng sống tốt bằng cách là hành xử tốt với mọi người xung quanh, cố gắng tránh xa những cái thói hư tật xấu của xã hội, nhưng mà vẫn thấy xui xẻo thường xuyên nó ập tới? Quý vị đừng có vội đau buồn, bởi đó chính là cái quy luật của nhân quả tuần hoàn. Có thể đó là cái nghiệp mà kiếp trước của các bạn đã gây ra nên kiếp này phải trả lại sau khi mà khổ tận cam lai tức là các bạn đã trả xong nghiệp lúc này thì quý vị hãy sống thiện đức để mà tích đức hành thiện tăng thêm thì cái nghiệp cũng sẽ gì cũng sẽ giảm đi từ đó cái phước lành cũng sẽ lại ghé thăm nhà của các bạn cuộc sống lại được hạnh phúc an nhàn mà cũng chẳng phải lo âu quá nhiều đấy à bên cạnh đó cái việc nắm rõ cái vận trình của cuộc đời mình sẽ diễn biến ra sao cũng là cái điều mà vô cùng cần thiết và chính đáng. Nếu như may mắn nó ập tới bất ngờ, thì chúng ta có thể vui vẻ mà đón nhận. Mà không may mắn mà gặp cái họa, thì cũng có thể là gì à, biết được mà tránh để giúp cho tai qua nạn khỏi. Trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, à, các bậc thầy tử vi cũng như là các nhà chiêm tinh học cũng đã bất ngờ tiết lộ về cái vận trình của sáu con giáp sẽ được hưởng lộc trời ban, may mắn ngập tràn làm đâu tháng đó. Tài vận rực rỡ giàu có bất chấp đúng ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch năm 2024 vậy chi tiết vận mệnh của 6 con giáp may mắn này sẽ diễn biến như thế nào à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình luận dài của tử thông ngay sau đây à, quý vị thân mến con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày Nhâm Dần này không ai khác đó chính là những người tuổi Dần À, thưa quý vị nói chung ấy trong cái ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày nhâm dần thì những người tuổi dần cũng sẽ được thực thần ghé thăm thực thần cũng sẽ mang đến cho những người tuổi dần những cái cơ hội kiếm tiền làm ăn thì được thuận lợi à, nói chung ấy các bạn sẽ thu về được một đức khoản lợi không hề nhỏ cho mình tuy nhiên quý vị cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà phải có kế hoạch đầu tư để cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn quý vị nhé và cũng trong ngày hôm nay thì những người làm việc liên quan đến cái việc sáng tạo thì có thêm nhiều cái cơ hội để mà phát huy cái năng lực của mình đặc biệt những người mà đang theo đuổi cái đam mê về nghệ thuật à, cách tiếp cận công việc khác biệt của các bạn cũng sẽ tạo ra cái ấn tượng tốt trong cái vận trình sự nghiệp của mình. À, bên cạnh đó thì trong thời gian này sức khỏe của những người tuổi dần thì cũng không được may mắn cho lắm và đang có cái dấu hiệu đi xuống cái mộc khí nó quá vượng đúng không ạ dần mộc dần mộc hai hành mộc nó quá vượng nên là nhắc nhở những người tuổi dần nên dành thời gian để quan tâm đến cái sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình quý vị hãy thăm khám sức khỏe định kỳ để loại trừ cái nguy cơ bệnh tật nó có thể tiềm ẩn quý vị nhé và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì các bạn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày âm dần ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão thưa quý vị trong cái ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày âm dần ấy, thì những người tuổi mão được cục diện là dần mão thì là cục diện tam hội nhờ có cái cục diện tam hội nó che chở nên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Mão trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chẳng những có thể là thoải mái phát huy cái năng lực của mình, à các bạn cũng sẽ luôn có những người đồng nghiệp tốt à, sẵn sàng là giúp đỡ một tay khi mà cần thiết. Bên cạnh đó, công việc nó hanh thông thuận lợi là thế, vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão cũng sẽ có những cái bước đột phá nhất định. Tài vận trong ngày thì đón nhiều cái tín hiệu tích cực, các khoản đầu tư trước đó của con giáp này đều có cái lợi nhuận thu về. Những cái khoản tích lũy đầu tư từ trước đó thì ngày càng thêm thì được tăng thêm đó. Và các bạn có thể tranh thủ cái cơ hội này để mà mở rộng cái quy mô hay là đẩy nhanh cái tiến độ để mà tận dụng hết những cái lợi thế do cái vận trình nó mang lại. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì cũng được âm dương hòa hợp nên là cũng sẽ trở nên rất là êm đềm và tốt đẹp, giảm nhiều cái nỗi lo lắng cho con giáp này. Mặc dù là bận rộn với công việc là thế nhưng mà ấy Tình yêu của những người tuổi mão cũng không bao giờ bị suy giảm, do là quý vị đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ. Vì thế mà những cái khó khăn, những cái thử thách cũng sẽ được dần dần được loại bỏ và cuộc sống của quý vị ngày càng được hòa hợp hơn. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận trình cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 3 tháng 7 ngày nhâm dần không ai e khác đó chính là những gia chủ tuổi thìn. Những người tuổi thìn cũng được cục diện là dần, mão, thìn là tam hội. Nhờ có cái tam hội cục nó che chở, nó giúp đỡ, mà cái vận trình của những người tuổi thìn được dự báo là cũng sẽ thuận lợi do có được cái quý nhân và cái vượng khí nó ủng hộ. Dưới cái sự dìu dắt và chỉ điểm của đối, của đối phương ấy, thì công việc nó diễn ra khá là thuận lợi. Mọi sự thì dễ thành, con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như cái kế hoạch đã đề ra là có thể đạt được cái thành công rực rỡ. Và bản mệnh cũng nên tranh thủ. Cái thời gian này để mà thực hiện những kế hoạch và những ý tưởng độc đáo của mình Cái sự quyết tâm cũng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái bước tiến quan trọng Trên cái con đường công danh sự nghiệp Khi đó các bạn sẽ cảm thấy rất là hào hứng và tự hào Khi mà có được cái thành công nhờ chính cái năng lực của mình Tuy nhiên trong cái thời gian này thì cái vận trình sức khỏe của những người tuổi thìn không được tốt do là bị thìn thổ, bị dần mộc nó khác, mộc thổ là xung khắc. Vậy nên là các bạn có quá nhiều cái vấn đề phải lo lắng, đầu óc thì cũng không lúc nào được nghỉ ngơi nói chung cái thời gian này quý vị nên có thể là tập yoga hay là tham gia vào những cái câu lạc bộ sức khỏe để gì cải thiện cái sức khỏe giúp cho tinh thần của mình nó được minh mẫn và trở nên sáng suốt hơn quý vị nhé và để hóa giải những hung vận và tăng cường cái cát khí cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày mùng 3 tháng 7 không ai khác đó chính là những người tuổi hợi những người tuổi hợi trong cái ngày hôm nay thì được cục diện là dần và hợi là cục diện nhị hợp đấy Nhờ có cục diện trị hợp nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên những người tuổi dần cũng đón cái cát khí cực kỳ thuận lợi hanh thông. Trong thời gian này, những người tuổi hợi sẽ thao hồ mà đón cái niềm vui trong cái vận trình sự nghiệp công việc đó. Nói chung ấy, mọi thứ nó cũng được khởi sắc đúng như cái ý muốn của những người tuổi hợi, khiến cho họ cảm thấy là gì vui vẻ hơn rất là nhiều. Thêm nữa, cái vận trình nhân duyên của những người tuổi hợi trong thời gian này cũng được khởi sắc rực rỡ. Những người độc thân thì có thể tìm thấy cái tình yêu của mình đấy vào cái lúc không ngờ nhất. Tình yêu đôi lứa cũng sẽ trải qua nhiều cái sóng gió thử thách, mặn nồng và ngày càng sẽ được khăng khít hơn. Và các cặp đôi thì cũng sẽ tìm kiếm được những cái cơ hội để mà hóa giải những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm từ trước đó, khiến cho cái tình cảm vợ chồng ngày thêm được gắn kết và hạnh phúc hơn. Thêm nữa, cái phương diện tài lộc thì cũng sẽ được cải thiện đáng kể do công việc nó thuận lợi, hanh thông. Vậy nên trong thời gian này, cái vận trình tài chính cũng được khởi sắc. À, con giáp này nên tận dụng cái thời cơ để mà cầu tài cầu lộc cho mình. À, tiến hành các kế hoạch quan trọng hay là mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn trong thời gian này thì cũng gặp được nhiều cái may mắn. À, nói chung ấy với những người làm công việc cố định thì cũng sẽ được xuân sẻ hanh thông thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Các bạn sẽ tìm thấy cái niềm vui trong công việc hiện tại. Những cái điều mà trước đây quý vị cảm thấy khó khăn thì bây giờ không còn phải chịu nữa và cái áp lực cũng sẽ không còn khiến cho quý vị cảm thấy là thuận lợi hơn rất nhiều. Nói chung ấy trong thời gian này thì những người tuổi Hợi được cục diện là gì? Hợi Thủy và dần Mộc nó là tương sinh, vì thế mà cái vận trình sức khỏe của quý vị cũng sẽ được ổn định hơn. Quý vị không cần phải quá lo lắng về cái chuyện sức khỏe, chỉ cần quý vị ăn uống nghỉ ngơi điều độ, luyện tập thể dục thể thao cũng như là gì cân bằng giữa công việc và cuộc sống là mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì các bạn cũng luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị có thể yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày nhâm dần thì đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay những người tuổi ngọ được cục diện là dần, ngọ, tuất là tam hợp. Cái cục diện tam hợp nó xuất hiện trong cái ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội để cho những người tuổi ngọ có thể phát triển trong cái sự nghiệp Nhờ đó mà cái nguồn thu của quý vị được tăng lên đáng kể Con giáp này sẽ thoải mái hơn trong cái việc là chi tiêu Sau bao nhiêu cái thời gian chờ đợi Thì cuối cùng cơ hội cũng đã đến Cuối cùng thì những người tuổi ngọ đã nhìn thấy được cái thời cơ tuyệt vời để mà vươn lên trong cuộc sống Thì đây cũng là cái thời gian tuyệt vời đối với cái vận trình công danh của những người tuổi ngọ Với những ai mà đang có ý định thay đổi công việc hay là đầu tư lớn Thì cũng gì À, rất là lý tưởng để mà thực hiện những cái kế hoạch đã ủ của mình. À quý vị hãy lắng nghe lời khuyên từ những người có cái kiến thức chuyên môn và cái kinh nghiệm thực tế. À, từ đó cũng sẽ rút ngắn được cái khoảng cách cái con đường đi của quý vị. Bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành tương sinh, dần mộc sinh cho ngọ hỏa. Vậy nên cái tình hình của những người tuổi ấy, tuổi ngọ ấy cũng sẽ được hanh thông thuận lợi tình yêu chân thành của những người tuổi ngọ cũng đã khiến cho người ấy dần dần cảm động và gì được hồi đáp cuộc sống vợ chồng thì viên mãn đôi bên đã thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn à, chính vì thế mà những cái mâu thuẫn những cái xung đột cũng đã được thổi bay đi à, nói chung ấy, trong thời gian này hai người luôn gì à, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ vì vậy mà không có những cái chuyện đau to búa lớn gì nó xảy ra trong thời gian này cả vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé và con sắp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch ngày nhâm dần ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi tuất à, thưa quý vị nhờ có cục diện tam hợp nó đứng bóng vậy nên thời gian này công việc của những người tuổi tuất tuy là gặp nhiều cái áp lực đấy nhưng mà mọi thứ nó sẽ dễ diễn ra được thuận lợi và bản mệnh cũng sẽ được cấp trên tin tưởng và giao cho những cái trọng trách to lớn hơn nữa, cũng như là được đồng nghiệp luôn ủng hộ giúp đỡ. trong ngày hôm nay thì cả việc kinh doanh buôn bán cũng như là cái công việc của những người tuổi tuổi tuất ấy cũng sẽ được khởi sắc nhất định. con giáp này luôn chủ động nắm bắt cái cơ hội tiến hành dự định kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng. À, vậy nên là cái tỷ lệ thành công cũng khá là cao, lợi nhuận cũng sẽ rủng dính càng khiến cho bản thân quý vị kiên định hơn về cái lựa chọn ban đầu của mình. Không chỉ vậy, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng sẽ vô cùng là êm ấm. Các bạn và người ấy đang có những khoảng khắc thời gian bên nhau thật tuyệt vời. Quý vị đừng có giận hờn vu vơ khiến cho cả hai cùng phải mệt mỏi quý vị nhé. Trong thời gian này thì những người tuổi độc thân ấy cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để thay đổi, chỉ cần quý vị chịu khó bước chân ra ngoài. Đấy, tích cực giao lưu gặp gỡ nhiều hơn thì cái cơ hội sẽ mở ra, không lo là không kiếm được cái chân ái cuộc đời mình trong cái thời gian này. Và để tăng thêm cái vận trình tình duyên may mắn cũng như là để bảo vệ những cái thành quả mình đang có thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch, ngày nhâm dần đó. Và trong ngày nhâm dần, trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 6 con giáp bị lộc rơi trúng đầu, dễ trở nên giàu sang phú quý, đó là những con giáp sau đây. Một là tuổi Dần, hai tuổi Mão, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Hợi, năm tuổi Ngọ và sáu là những người tuổi Tuất. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.